Giá vàng hôm nay ngày 19 tháng 3 trong nước tăng mạnh, còn dự báo vàng thế giới tuần tới có thể lên đến 2.000 đô la Mỹ một ao. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch tuần qua, sáng nay 19 tháng 3, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,60 đến 67,50 triệu đồng một lượng, tăng 450.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,70 đến 67,70 triệu đồng một lượng, không đổi giá ở cả hai chiều mua bán. Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá vàng thế giới hiện đang ở mức 1.988,3 đô la Mỹ một ao, tăng 68,96 đô la Mỹ một ao, tương đương 3,59%. Từ tháng 2 đến hết tháng 3 âm lịch là mùa ngon nhất của tôm càng xanh. Thời điểm này, tôm càng thiên nhiên cỡ đại loại 3 đến 5 con 1 kg được nhiều người lùng mua và giá bán khá đắt đỏ, lên đến từ 500.000 đến 800.000 đồng 1 kg. Một ngư dân chuyên đánh bắt tôm càng xanh trên sông Đồng Nai cho biết, để có những con tôm loại này phải dùng lưỡi câu hoặc đặt lưới mới bắt được. Năm nay tôm kích cỡ đại rất hiếm, đánh bắt chục ngày mới có được 1 đến 2 kg. Do đó loại này thường bán cho thương lái với giá nửa triệu đồng 1 kg. Tôm càng xanh loại 3 đến 5 con 1 kg là hàng hiếm nên có bao nhiêu các chủ cửa hàng kinh doanh hải sản đều mua hết. Năm nay nguồn tôm mít nên giá tăng 10 đến 20% so với mọi năm. Không chỉ tại Đồng Nai mà Bến Tre, Nha Trang, Cà Mau, tôm càng xanh luôn là đặc sản được nhiều người săn lùng mỗi khi vào mua. Tôm càng xanh trong tự nhiên mùa nào cũng có, song rộ từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Đây cũng là mùa ngon nhất của tôm càng xanh bởi tôm không chỉ béo, nhiều gạch mà thịt chắc và dai. Những nơi có nhiều tôm càng xanh sống dọc các sông lớn. Những năm gần đây tôm tự nhiên giảm nên giá cao. Trong khi đó tôm nuôi 3 năm qua bị ảnh hưởng đại dịch nên người nuôi giảm sản lượng do rớt giá và thua lỗ. Tháng 3 là thời điểm thu hái nhiều loại rau rừng nhất trong năm. Nhiều người đã mang những loại rau này xuống Hà Nội bán với giá khá đắt đỏ. Nhưng vẫn có rất nhiều người tìm mua. Có loại rau còn lên tới 180.000 đồng 1 kg. Nhưng tiểu thương vẫn không có đủ hàng bán. Theo đó, so với mặt bằng rau ngoài chợ, giá của các loại rau rừng tương đối đắt. Cụ thể, rau sắng có giá 100.000 đồng 1 kg. Hoa ban là 150.000 đến 160.000 đồng 1 kg. Rau thối 180.000 đồng 1 kg. Thời điểm này, chỉ có rau dớn giá tương đối rẻ, dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng 1 kg và rau tầm bóp có giá là 65.000 đồng 1 kg. Một số tiểu thương cho biết là rau sắng, rau dớn, tầm bóp ở cửa hàng luôn có sẵn. Tuy nhiên riêng hoa ban và rau thối thì hiếm hơn. Một ngày chỉ gom được trên dưới 10 kg mỗi loại và về bán nên thường xuyên cháy hàng. Trên chợ phiên vùng cao bà con bán rau thối theo mớ nhưng khi đưa về Hà Nội sẽ bán theo cân. Sản lượng rau thối thu hái được hàng ngày không nhiều. Nên dù giá tới gần 200.000 đồng 1 kg, vẫn không đủ hàng. Các loại rau này thường được mang từ khu vực Tây Bắc, Sơn La xuống bán ở thủ đô. Hiệp hội Thép Việt Nam vừa thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ thép những tháng đầu năm 2023, với các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu đều giảm mạnh. Dù bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm 2023 đã có những tín hiệu khả quan, với một số chỉ tiêu đã có sự khởi sắc, như tỷ lệ vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 3,2% so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới gấp 3 lần. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm ở nhiều địa phương có quy mô công nghiệp lớn, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đã thấp hơn nhiều số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Các yếu tố này đã tiếp tục tác động đến hoạt động xuất khẩu, tiêu thụ thép các loại. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,285 triệu tấn. Giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng thép thành phẩm đạt 3,851 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, thị trường thép cán nóng thế giới biến động khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dệt gồm CRC, tôm mạ, ống thép sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất. Thưa quý vị, không chỉ ngoại thành mà ngay trong các quận nội đô, người dân cũng đã đặt ra câu hỏi về chất lượng nước sạch. Tuy nhiên cũng không có sự lựa chọn nào khác bởi họ không được chọn nhà cung cấp. Dù vậy, khi được hỏi giá nước sẽ tăng với khoảng 15.000 đồng một tháng ở mức tiêu thụ dưới 10 mét khối để bù đắp phần nào cho chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng nước thì nhiều người đã đồng tình. Nhà bà Xuyến ở quận Hai Bà Trưng. Nguồn nước sạch của nhà bà được cung cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội.
nhiều năm nay nhà bà chưa một lần bị mất nước và bản thân bà cũng không băn khoăn gì về chất lượng. Tuy nhiên, khi gia đình lắp đặt hệ thống phun sương để tưới cây, thì chỉ hơn một tuần, tất cả các đầu vòi đều tắc cứng vì cặn bẩn. Do vậy, nhà bà đã phải lắp đặt hệ thống lọc đầu nguồn, cũng như nước ăn uống phải tiếp tục lọc qua các máy móc khác. Dù gia đình gần chục người, nhưng tiền nước nhà bà chưa tháng nào sử dụng quá 10 mét khối, nên chỉ khoảng 100.000 đồng một tháng. Nếu số tiền phải trả tăng thêm 15.000 đồng, bà cũng rất sẵn lòng, nhưng mong muốn giá thành tăng phải đi cùng chất lượng. Nếu như nói chung là bây giờ là tăng lên cái mức lượng như thế thì chúng tôi cũng thấy là cũng không phải là cao. Nếu có tăng thì cứ đảm bảo là tăng tiền nhưng phải đảm bảo chất lượng thì chúng tôi hài lòng. Còn ông Kiệm ở khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, là cán bộ đã về hưu, ông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nước sạch. Sinh hoạt ở đây gần chục năm, ông không băn khoăn về chất lượng nguồn nước bởi gia đình ông cũng đã trang bị thêm các thiết bị lọc, nhưng cũng mong muốn việc tăng giá lần này cần kèm theo điều kiện nâng cao chất lượng. Thậm chí, ông còn mong muốn nhà nước sẽ tiến tới nước sạch uống được tại vòi để đảm bảo cho sức khỏe con người. Thì cái mức tăng tuy rằng với mỗi mét khối nước không nhiều, với mỗi một tháng sử dụng không nhiều, nhưng tổng cộng lại nó không phải con số nhỏ. Nhưng cái đáng sợ nhất là gì? Cái mà nước không đảm bảo được theo đúng tiêu chuẩn là nước sạch, thì cái trả giá nó đắt hơn rất nhiều. Thực tế hiện nay, nhiều nhà máy vẫn áp dụng công nghệ lọc có từ hơn mấy chục năm nay. Dùng dàn phun mưa, lọc cát, khử trùng bằng clo. Cách này chủ yếu để loại sắt, qua đó may mắn thì loại được một phần arsen. Các mẫu xét nghiệm cho thấy, nước sinh hoạt đã qua xử lý vẫn có tỷ lệ clo dư và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài. Một cái khâu như khử trùng, bây giờ đa phần chúng ta vẫn đang khử trùng bằng clo. Thì cái đấy là cái công nghệ của thế giới nó khoảng vào 50, 60, năm 70 của thế kỷ trước. Chứ còn thì sau đấy người ta đã chuyển sang khử trùng ozone. Rồi bây giờ người ta không khử trùng ozone nữa, người ta khử trùng tia cực tím. Thì nó đảm bảo vệ sinh và nó sẽ tiêu diệt được tất cả những con virus độc hại. Các sự cố về nước cũng thường xuyên xảy ra khiến việc cấp nước bị gián đoạn và không đảm bảo vệ sinh. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên được sự cố dầu thải có trong nguồn nước từ nhà máy nước sông Đà khiến hàng chục nghìn người dân ở Hà Nội chịu ảnh hưởng vào năm 2019. Bỏ tiền mua nước sạch, nhưng nước không đảm bảo vệ sinh khiến người dân rất bức xúc. Do vậy, giờ đây, nhiều người dân sẵn sàng bỏ tiền giá cao hơn mức hiện nay, miễn sao làm được sử dụng nước máy sạch đúng nghĩa để không ảnh hưởng đến sức khỏe.